Chú rể Hoa Cương cạnh tranh lớn trong di chúc của cô dâu Thu Sao nếu hai người này xuất hiện. Mới đây, cô dâu Thu Sao làm náo loạn mạng xã hội khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đang ngồi sửa di chúc. Được biết, bản di chúc này được người phụ nữ 63 tuổi lập trước khi kết hôn với chồng trẻ Hoa Cương. Ngay lập tức, quyết định bất ngờ này nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi sau 2 năm, dường như người phụ nữ đến từ Cao Bằng đã đổi ý. Có ý kiến suy đoán, rất có thể chồng trẻ sẽ là cái tên mới có mặt trong bản di chúc được sửa sang này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chú rể Hoa Cương vẫn có thể phải cạnh tranh gay gắt, không được hưởng tài sản nếu như hai người con gái của cô Thu Sao xuất hiện. Được biết, trước khi đến với chồng trẻ, cô dâu 63 tuổi từng có một đời chồng và hạ sinh hai người con gái. Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ này mới gặp anh Hoa Cương và quyết định tiến tới hôn nhân ở tuổi xế chiều, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Mặc dù mẹ con cô dâu Thu Sao ít chia sẻ hình ảnh, nhưng dân mạng vẫn khui ra hình ảnh ba mẹ con chụp chung hình. Hai cô con gái đều mang nhiều nét giống mẹ, khá xinh xắn. Liên quan đến việc lập di chúc của cô dâu Thu Sao, được biết theo điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 của Việt Nam quy định, vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã mất sẽ được đều hưởng phần di sản bằng nhau. Hiện tại, không ai biết cô dâu Thu Sao đã viết gì, nhưng theo quy định tại điều 669 Bộ luật Dân sự 2015, thành viên trong gia đình bao gồm con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng, con đã thành niên, nếu không có tên trong di chúc vẫn sẽ được hưởng 2/3 số của một người thừa kế phụ theo pháp luật. Chính vì vậy, thời điểm đầu nhiều người cho rằng anh Hoa Cương chịu cưới một người lớn tuổi hơn mình vì tài sản. Nhưng thực tế, người đàn ông này không được hưởng tất cả mà cạnh tranh đều với hai cô con gái riêng của vợ. Chưa kể, rất có thể người phụ nữ 63 tuổi này còn phải chia tài sản cho cháu gái.